nổ trung chuyển San Petersburg, lãnh thổ Nga bị UAV ồ ạt tấn công. Phó tư hành Israel trút 21 quả đạn trong 3 phút, tiêu diệt hai nhóm quân Nga ở Crimea. Ukraine đã chuẩn bị một lữ đoàn tấn công mới với xe tăng từ Đức và Slovenia. Bất chấp chiến tranh, Ukraine bất ngờ là nguồn cung thiết bị quốc phòng quan trọng của Trung Quốc. Quan hệ lao dốc, đồng minh truyền thống của Nga tuyên bố muốn gia nhập EU. Nga dỡ bỏ các cơ sở sửa chữa tàu khỏi Crimea sau khi hạm đội Biển Đen thất thủ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế sáng ngày 12 tháng 3 những diễn biến liên quan đến cuộc chiến sụp sôi ở Ukraine cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, cư dân vùng Leningrad đã báo cáo về những tiếng nổ mạnh và chính quyền khu vực cho rằng đã có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Và tối chủ nhật, người ta đã nghe thấy một số vụ nổ mạnh ở thành phố Tosno, vùng Leningrad, và thống đốc khu vực Alexander Dijorenko đã thông báo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo người dân địa phương, người ta nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng 18 giờ theo giờ Moscow, báo Caution News đưa tin. Các nhân chứng cho biết, sàn của ngôi nhà bắt đầu rung chuyển và chuông báo động ô tô vang lên trong khu vực. Sau đó, ông Grosenko nói về việc phát hiện ra một máy bay không gửi lái trong không phận của khu vực. Đó là lý do tại sao chế độ bầu trời khép kín được áp dụng. Tổng bộ chính thức cho biết chiếc máy bay không người lái này đã bị lực lượng phòng không bắn hạ ở khu vực làng Ngược lại, kênh Telegram VCK viết rằng có tổng cộng 3 chiếc UAV đã bay tới St. Petersburg. Theo kênh này, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Novgorod và một chiếc bay tới vùng Leningrad. Báo cáo cho biết, có lẽ mục tiêu của cuộc tấn công là một công ty dầu mỏ lớn trong khi đó, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại sân bay St. Petersburg, Bunkovo vào hôm nay. Đó là lý do tại sao kế hoạch đóng cửa bầu trời được đưa ra. Số chuyến bay khởi hành bị hạn chế. Mới nhất, vào ngày 2 tháng 3, có thông tin cho rằng một máy bay không người lái đã rơi trên lãnh thổ của cảng dầu San Petersburg. Đây là cuộc tấn công thứ hai vào cơ sở này kể từ đầu năm 2024. Trước đó, các nguồn tin cho biết các cuộc tấn công thành công bằng máy bay không gây lái vào St. và khu vực Leningrad có liên quan đến sự thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không trong khu vực, vốn được triển khai để bảo vệ dinh thự của Putin ở Fadai. Pháo tự hành Archer trút 21 quả đạn trong 3 phút, tiêu diệt hai nhóm quân Nga ở Crimea. Nga. Pháo binh của Lữ đoàn pháo binh riêng biệt số 45 của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt pháo D20 và quân Nga bằng hỏa lực phản công. Đoạn video được cơ quan báo chí của Lữ đoàn khu vực 45 công bố. Cần lưu ý rằng, việc tiêu diệt pháo địch diễn ra với sự phối hợp trinh sát trên không của Lữ đoàn cơ giới số 63. Đơn vị trinh sát trên không đã xác định thành công pháo địch, được ngụy trang và truyền tọa độ cho lính pháo binh. Trận tiêu diệt pháo binh địch xảy ra ở phía tây của vùng Kreminyia pháo tự hành bánh lốp Acer do công ty Bersystem AB có thủy Điển sản xuất được sử dụng để tiến hành bắn phản công. Nhờ chiều dài cơ sở và súng 155 ly, 52 bắn nhanh với khả năng nạp đạn tự động, hệ thống pháo binh này rất phù hợp để bắn phản công. Thời gian triển khai của hệ thống pháo binh là 20 giây, sau đó Acer bắt đầu khai hỏa. Cần lưu ý rằng, việc triển khai pháo tự hành là hoàn toàn tự động. Sau khi triển khai, Acer có khả năng bắn 3 phát trong 20 giây và trong 3 phút giải phóng toàn bộ lượng đạn trong một trong 21 viên đạn tự động. Như Military đã đưa tin trước đó, vào tháng 11 năm 2023, người ta biết rằng lữ đoàn pháo binh riêng biệt số 45 đã nhận được pháo tự hành bánh lốp Acer 155 ly. Pháo thủ Ukraine được trang bị lớp ngụy trang Bagrakuda, đặc biệt nhưng họ không có tháp súng máy điều khiển từ xa là một phần của lữ đoàn pháo binh pháo tự hành mới của thụy điển sẽ bổ sung cho hạm đội các hệ thống pháo binh khác của phương tây như fh 70 và m 777 Ukraine đã chuẩn bị một lữ đoàn tấn công mới với xe tăng từ Đức và Slovenia. Vào tháng 4 năm 2022, Slovenia đã bàn giao toàn bộ xe tăng M55S cũ, 28 chiếc cho quân đội Ukraine. Gần 2 năm sau, quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng tìm cách sử dụng chúng. Như Ford viết, M55S là xe tăng lai kết hợp thân và tháp pháo của xe tăng T-55 của Liên Xô những năm 1950 với hệ thống điều khiển khỏa lực hiện đại của Israel và pháo chính L7-105 ly cổ điển của Anh. Ấn Phẩm Ford viết, M55S là một chiếc xe tăng tốt, nó có khả năng kiểm soát khỏa lực tốt hơn hầu hết các xe tăng Nga. Cộng với lớp giáp dày 200 ly mà không cần thêm khối giáp động, vượt xa lớp giáp của xe tăng Laobag 1A5 do Đức sản xuất. Nhưng M55S là một chiếc xe tăng kỳ lạ. Xe M55S nặng 36 tấn đã đến Ukraine vào cuối năm 2022 và quân đội nước này đã thành lập một tiểu đoàn gia nhập liễu đoàn cơ giới số 47. Liễu đoàn kiểu NATO đã huấn luyện những chiếc xe tăng này trong suốt mùa thu và mùa đông nhưng khi đến thời điểm triển khai tới miền Nam Ukraine để thực hiện cuộc phản công, đã lên kế hoạch lâu dài chống lại Kiev. Các đơn vị xe tăng của lữ đoàn đã được nâng cấp. Bộ tổng tham mưu ở Kiev đã bàn giao 21 xe tăng quân đội Leopard 2A6 do Đức sản xuất cho lữ đoàn 47, một trong những xe tăng tốt nhất và xe tăng M55S được gửi đến lữ đoàn có mức độ ưu tiên thấp hơn, có thể là lữ đoàn cơ giới số 67. Khi lữ đoàn 47 và phần còn lại của quân đoàn phản công tiến về phía Nam và bị tổn thất nặng nề về người và trang bị, lữ đoàn 67 đã trấn giữ phòng tuyến xung quanh Treminaya, mất một chiếc M-55C, dường như là do hỏa lực pháo binh của Nga. Mùa thu năm ngoái, cuộc phản công của Ukraine đã dừng lại và quân đội Nga nhận thấy sự yếu kém và kiệt sức của kẻ thù, ngay lập tức mở cuộc tấn công của riêng mình 6 tháng sau người Nga đã chiếm được tàn tích của Artyomka với cái giá phải trả là một chi phí rất lớn. Ấn phẩm Forbes viết, cả hai quân đội hiện đã kiệt sức khi cuộc chiến giảm bớt và cả Nga và Ukraine đều cố gắng xây dựng lại lực lượng của mình. 27 chiếc M-55S còn sống sót dường như đã được bố trí lại. Theo những bức ảnh từ dự án Military Land, M-55S đã được bàn giao cho lữ đoàn Satan số 5 mới một trong số ít lữ đoàn còn nguyên vẹn vẫn thuộc lực lượng dự bị quân đội Ukraine. Các bằng chứng cho thấy, lữ đoàn Satan số 5 cũng có khoảng 200 chiếc Leopard 1A5 nặng 40 tấn đã được biên chế. Leopard 1A5 có súng L7 tương tự như M55S. Force kết luận, đừng nghĩ lữ đoàn Satan số 5 là một lữ đoàn hỗn hợp với một tiểu đoàn M55S và hai tiểu đoàn Leopard 1A5. Hãy nghĩ về nó như một lữ đoàn với ba tiểu đoàn pháo L7 cơ động bắn cùng một loại đạn. Bất chấp chiến tranh, Ukraine bất ngờ là nguồn cung thiết bị quốc phòng quan trọng của Trung Quốc. Theo báo cáo của một tổ chức tư vấn Thụy Điển, bất chấp chiến tranh, Ukraine vẫn là nguồn cung cấp thiết bị quốc phòng lớn thứ ba của Trung Quốc. Mặt hàng nổi bật là tua bin khí cho các tàu khu trục và động cơ cho máy bay chiến đấu huấn luyện hạng nhẹ L-15. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, công bố vào ngày 11 tháng 3 cho biết, nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc trong giai đoạn 2019-2023 giảm 44% so với 5 năm trước đó, đưa nước này đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách những quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. Nga cung cấp 77% nhu cầu của Trung Quốc, bao gồm động cơ máy bay và hệ thống trực thăng, tiếp theo là Pháp với 13%. Bất chấp cuộc xâm lược, Ukraine vẫn là nguồn cung cấp lớn thứ ba của Trung Quốc với 8,2% cung cấp cho binh khí cho các tàu khu trục và động cơ cho máy bay chiến đấu huấn luyện hạng nhẹ L-15 của Bắc Kinh. Sipri không cho biết lượng nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc từ Nga và Ukraine thay đổi như thế nào sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào đầu năm 2022. Báo cáo trước đây của viện này cho biết Ukraine chiếm 5,9% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 2017-2021. Simon Kusman, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình chuyển giao vũ khí thuộc SIPRI cho biết Nga không thể thay thế Ukraine trong cung cấp một số thiết bị nhất định cho Trung Quốc. Kusman cho biết Nga không sản xuất loại tua biên khí hoặc động cơ phản lực cho tàu và máy bay mà Trung Quốc thiết kế, Nga thực sự cũng phụ thuộc vào Ukraine và những động cơ tương tự cho tàu và máy bay huấn luyện chiến đấu của họ. Báo cáo phân tích, sự sụt giảm nhanh chóng trong nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc nhìn chung là nhờ khả năng thiết kế và sản xuất của ngành công nghiệp vũ khí nội địa. Trung Quốc đã nội địa hóa một số hệ thống trong vài năm qua như động cơ cho máy bay chiến đấu và vận tải mà họ nhập khẩu từ Nga hay động cơ tàu từ Ukraine, Pháp và Đức. Báo cáo lưu ý không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine ảnh hưởng đến mua bán vũ khí giữa Kiev và Bắc Kinh. Báo cáo viết, cuộc xâm lược khiến các công ty Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cung cấp cho Trung Quốc. Điều này có thể tạo thêm động lực để Trung Quốc tự làm. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy rạn nứt chính trị giữa Trung Quốc và Ukraine ảnh hưởng đến quan hệ mua bán vũ khí. Nhìn chung, 6 trong số 10 nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2019-2023 tập trung ở châu Á và châu Đại Dương, gồm Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc. Quan hệ lao dốc, đồng minh truyền thống của Nga tuyên bố muốn gia nhập EU Hãng tin Reuters cho hay, Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan vào ngày 8 tháng 3 nói về kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu của nước này. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan cho biết vào ngày 8 tháng 3 rằng nước này đang xem xét việc nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình với kênh TRT của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ararat Mirzoyan cho biết Armenia đang tìm cách xích lại gần hơn với phương Tây trong bối cảnh quan hệ với Nga ngày càng xấu đi. Ngoại trưởng Armenia cho hay, Ngày nay, những cơ hội mới đang được thảo luận ở Armenia. Cơ hội này bao gồm cả tư cách thành viên trong EU. Ý định của đồng minh truyền thống Moscow được tiết lộ ngay sau khi báo chí Armenia đưa tin rằng Thủ tướng Nikol Pashinyan của nước này có kế hoạch bắt đầu quy trình nộp đơn vào EU vào cuối năm 2024. Politico nhận định ông Pashinyan giữ chức Thủ tướng Armenia kể từ năm 2018 và đã đi đầu trong các nỗ lực xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây, đặc biệt là sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vào năm 2022 và sự ủng hộ ngày càng tăng của Điện Kremlin dành cho Azerbaijan, nước có mâu thuẫn lâu đời với Armenia. Hồi tháng 2 năm nay, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố đình chỉ hiệp ước an ninh tập thể với Nga bày tỏ quan điểm rằng Armenia ngày càng không hài lòng với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu. Tổng thống Vladimir Putin sau đó cảnh báo việc rời CSTO sẽ là động thái không có lợi cho chính Armenia. Nhưng chủ nhân Điện Kremlin nói rằng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Yerevan. Nga dỡ bỏ các cơ sở sửa chữa tàu khỏi Crimea sau khi hạm đội Biển Đen thất thủ. Nga đang di dời các căn cứ sửa chữa tàu của họ khỏi Crimea bị chiếm đóng. Điều này đã được báo cáo bởi phong trào kháng chiến của người Ukraine và Kremlin Tatars là Ajax. Động cơ tàu thường xuyên được vận chuyển đến Taman, lãnh thổ Krasnodar. Theo nhận định của nhóm Ajax, những người chiếm đóng Nga đang tăng cường khả năng sửa chữa các tàu quân sự ở Novorossiysk, nơi đặt căn cứ hải quân của hạm đội Biển Đen. Trên Telegram đa của nhóm Ajax Lý do cho điều này là do các cuộc tấn công thành công của lực lượng phòng vệ Ukraine vào các cơ sở quân sự ở Crimea. Nhóm ISIS đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Chúng tôi chắc chắn rằng hạm đội biển đen sẽ biến thành một đội tàu ngầm dưới lòng biển hoặc sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Vào tháng 2, có thông tin cho rằng, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Liên bang Nga vào Ukraine, 13 tàu Nga đã bị phá hủy và 22 chiếc khác bị đánh chìm. Ở Ukraine, một bản đồ được tạo ra theo phong cách trận chiến trên biển, được gọi là nghĩa địa của hải quân Nga. Trên đó, ở đó, người ta có thể thấy nơi lực lượng Ukraine tấn công hoặc phá hủy tàu Nga. Và vào đầu tháng 3, tình báo Ukraine cùng với lực lượng hải quân Ukraine đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt tàu tuần tra Nga Sakei Kotov ở Biển Đen. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews ptv icon.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.